Thưa quý vị, là đợt cao điểm thứ hai về vận động hiến máu nhân đạo trong năm, chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè năm 2024 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 nhằm bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Chiến dịch là một trong những hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu Tình nguyện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo nhân dân. Ghi nhận về chiến dịch này sẽ được chuyển tải trong tiêu điểm chương trình trưa nay. Lần đầu tiên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa dầu Long Sơn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp và Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo. Với chủ đề Kết nối yêu thương, hơn 200 tình nguyện viên, nhân viên của doanh nghiệp và người dân địa phương đã tham gia hiến 155 đơn vị máu. Thì đây là lần đầu tiên mình tham gia tại nơi công ty của mình làm việc. Thì mình cảm giác rất là có ý nghĩa. Mình tham gia hiến máu bởi vì mình thấy là một giọt máu mang rất nhiều ý nghĩa cho cộng đồng. Thì mình hy vọng là phần hiến máu của mình nó có thể giúp được ai đó trong cái quá trình chữa bệnh của họ. So I think I really have a pressure today to join. Với cá nhân tôi nghĩ hiến máu là một hành động chia sẻ vô cùng ý nghĩa. Chúng ta chia sẻ những gì mình có để giúp đỡ những người khác. Tôi tin chắc rằng chúng ta có thể giúp cứu sống rất nhiều người thông qua hoạt động hiến máu này. Chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè năm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, với mục đích tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Tỉnh phấn đấu đợt cao điểm này vận động khoảng 7.000 đơn vị máu. Sau hơn 1,5 tháng diễn ra, ban tổ chức chiến dịch đã tiếp nhận 2.820 đơn vị máu, đạt hơn 40% kế hoạch đề ra. Hoạt động này rất là ý nghĩa. Không những là mình hiến máu thì nó cũng bản thân mình cũng tốt cho bản thân mình nữa. Và cái thứ hai là nó giúp là góp một phần nhỏ cái công sức của mình cho xã hội, cũng là một cái hành động nhỏ nhưng mà ý nghĩa lớn. Mình có thể là những giọt máu nhỏ của mình có thể giúp cho nhiều người trong những cái hoàn cảnh là cần thiết. Tất nhiên thì mình có sức khỏe của mình tốt thì mình cũng muốn đóng góp một chút công sức của mình, một chút máu của mình cho những người ta cần. Đơn giản như vậy thôi. Hiện nay chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè cũng đang được triển khai lồng ghép với những các chương trình hiến máu khác, trong đó có chương trình Hành Trình Đỏ Kết Nối Dòng Máu Việt, để mà huy động một số lượng máu tương đối lớn để chuẩn bị cho cấp cứu và điều trị trong cái dịp hè. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu huy động hơn 16.000 đơn vị máu, đạt hơn 70% chỉ tiêu năm 2024. Hoạt động này đang tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội với phương châm một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.